Bữa nay mình đi chợ, mình đi chợ mình mua chuối. Anh em đi chợ mua chuối mình về mình hấp bánh chuối nè cả nhà. Cả nhà thấy không? Mình hấp bánh chuối thấy hấp dẫn chưa cả nhà? Đó. Cả nhà thấy hấp dẫn chưa? Bánh chuối mình đây. Mình hấp bánh chuối. Đang giờ mình đang hấp thêm một sửng nữa. Đi chợ mình mua chuối á. Nay mình nấu mình hấp chuối này chuối già nha cả nhà. Mình hấp cho chuối già rồi mình hấp với bột bột ấu nha cả nhà. Mình hấp bánh chuối với bột ấu. Đó mình hấp được một sửng rồi. Còn đang hấp thêm một sửng nữa. Là hai sửng rồi chút xíu cả nhà thưởng thức với mình nha. Bánh chuối hấp các bạn ơi, bây giờ mình hấp được một sửng nữa rồi các bạn. Đó bây giờ mình được hai sửng nè các bạn thấy không? Đó được hai sửng luôn. Đó chín rồi các bạn ơi, các bạn thấy hấp dẫn không nè? Bánh chuối hấp được hai sửng đó mình hấp nè, chín hết rồi cái nha các bạn ơi. Bây giờ bắt đầu mình mới làm nước cốt dừa mình ăn thôi. Đó mình hấp rồi. Hello cả nhà. Nhà ơi, mời cả nhà ăn bữa nay mình hấp bánh chuối. Bữa hổm mình hấp bánh chuối, mình làm lần đầu tiên bánh chuối mình làm nó hơi không được ngon. Bữa nay mình làm lại nữa nè các bạn. Làm lại giờ nó rất là ngon luôn. Trái này là mà trái Mary. Rồi mời các bạn ăn bánh chuối với mình nha. Giờ làm chắc chưa mà được cái dĩa bánh chuối là ăn thôi như ý luôn các bạn ơi. Đó giờ mình chan nước cốt lên nè. Các bạn thấy không? Mời các bạn ăn nha. Ngon. Rất là ngon các bạn. Bánh chuối á, mình hấp bánh á, ăn thì dai, nó ngọt. Còn cái cốt là béo, rất ngon. Ăn này phải có nước cốt nhiều mới ngon. Ngon quá các bạn ơi. Tuyệt vời luôn. Làm thêm bánh chuối hả? Cái bột á nó dài dài. Rất là ngon.
quá ngon đúng không ạ? Miếng nữa ngon quá. Chàng lên tốt lên. Mình không có cái mè nữa các bạn. Phải có mè gắt lên nữa mới ăn ngon nữa. Ngon quá cho các bạn ơi. Chắc chưa là mình được dĩa bánh chuối là thôi. Còn gì bằng. Hấp nước cốt luôn các bạn. Béo. Quá ngon. Mình lấy muối. Ăn cái Mary. Mary nói chung mà mùa này nó ngọt. Mời các bạn ăn với mình nha. Cái mè đây nè. Rất rất là ngon. Ăn này nó bổ máu ha các bạn. Ăn bánh chuối ngon gừng ở tết. Ngon quá các bạn. Rồi tới đây clip mình kết thúc nha các bạn. Mình hẹn clip khác nha các bạn. Clip khác nữa cho các bạn coi nha. Bạn ơi các bạn
và bấm mình một like các bạn, chia sẻ cho mình đi một like các bạn ơi, ủng hộ cho mình đi quê tôi. Chúc các bạn luôn nhiều sức khỏe nha, luôn luôn lúc nào cũng làm ăn phát tài phát đạt nha các bạn. Chúc các bạn được nhiều sức khỏe, làm chúc các bạn làm tiền vô như nước, ra thì chút xíu thôi nha các bạn. Bye các bạn.